đi đâu đào liễu một mình, hai vai gánh nặng nhất trình đường xa. Đào liễu có một ý mình, em đi đâu hỡi cô nàng ơi, đào liễu có một ý mình, ấy kìa hai vai đang còn gánh nặng mà để nhận trình thời nhận trình đường xa dẫu mà tâm áo tâm trong nhà tâm áo xong em thế mà xếp nếp thời em để trong nhà ấy kìa bay vuông kia kìa nhiều tím mà để phất phơ ấy vẫn đi phơ đổi đầu lại còn cái yếm. Nó hãy con mau cái yếm điều em thế mà yếm hay thời nó hãy con mau ấy kìa răng nghĩ đen cô nàng già trắng cái mái tóc đầu cô hãy còn xanh dịu dàng ấy thế. Vậy thời làm sao cho nó đành ấy thế, ấy thế mà em quyết rằng ở vậy thời làm sao cho nó đành, sao chả tìm ý nơi cô nàng kiếm trốn mà để thế tình ấy thế tình mẹ mai chữ rằng sách có chữ rằng với cô nàng ơi xuân bất mà tái lại. Yeah.
tình để tôi lời ơi à, bước thời xuống dưới mạng ơi đỏ sâu.
bóng rằng chỉ thề nước biếc đào hằng chớ quên duyên phận đi ta phải chiều này ai ơi đôi thời đôi lứa ta thời này duyên đi ơi phận đôi ta thời duyên đi phận ta phải đi chiều đi Thank you.
Châu Long nàng ơi, tạm biệt nàng, ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương Tư Mã của Từ Thân, để ngày ngày nàng vẫn tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Thiếp xin giữ lòng thiếp như tấm gương này, sáng mai không mờ chút buồn. Em ơi, chấp kinh em phải biết tòng quyền y. Chẳng vì sáng mới thay
chiều tà lỡ chuyến sang ngang, câu thơ đáng giá ngàn vàng cũng nên. Kìa, nàng hãy để ý nhìn xem, ông trai đầu bạc ghé thuyền ái ân, tóc cụ bạc như cước, da cụ đỏ như bồ quân. Hôm nay mới thực cõi trần gặp tiên, là chốn đào nguyên. Hỡi con tò vò,
là mày nu ơi thời con mang tình lại
đau. Sương reo trên đường vắng